kiếm bá dương. Hát không biết có được không nha. Cái bài lạ không, cứ hát được không nữa nè. Cô chủ quán đâu rồi? Sao không ra tiếp khách? Dạ, dạ tiếp chào lão ông. Có lẽ lão ông chờ đợi ai mà ngồi lặng lẽ giữa khuya bên cốc rượu? Còn tiểu thơ, tiểu thơ chờ đợi ai mà khắc khoải giữa canh chày? Đi bên trời sao khuya thưa thớt, và bóng trăng đã mòn mỗi ngủ yên. Tôi chờ đợi một người đã hẹn cùng tôi nơi quan do, nhưng đến bây giờ người ấy ở nơi đâu? Tiểu thơ gặp người ấy để làm gì? Để ta từ một đêm nay vì mai một sẽ không bao giờ gặp nữa. Hoàng tiểu thơ, tại sao? Tại vì tôi sẽ lên xe qua. Thôi tiểu thơ hãy về đi, vì người khách ấy sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng ông là ai mà biết được cuộc hẹn hò nơi quan do? Hay ông đây là... ông đây là... tôi chỉ là một kẻ đưa tin đến khoảnh khắc rồi ra đi dội dàng. Tôi sẽ đi như một kẻ lữ hành cô đơn sầu tư nơi quán là giữa đêm buồn. Tôi xin thay mặt kẻ ra đi để tự ta đôi lời, thì điệu ta hãy xem tôi như người trong cuộc, để cho lời nói tôi được xúc cảm tim lên. Đó là một giấc mơ vô cùng huyền diệu của những người đối mặt với ta. Trăng nửa que như sắp sửa hầu tàn, còn rơi rớt lại chút thân thừa đứng. Tại sao cũng rạc rào xúc động? Trời ơi, nếu có mặt người ấy nơi đây, chắc là cả hai sẽ chết mất không ơi. Vậy thì tiểu thơ, hãy xem tôi như người trong cuộc, để cho cung nhạc chia ly cũng tìm đứt đòn tiếng tơ sầu. Của đoạn đường chưa biết sẽ về đâu. Rồi sáng dậy thấy mình trớ trọi trăm dặm ngàn lấp lửng bụi đường xa, quanh lại chỉ còn sương và gió đang đuổi sâu nhau về một phía trời xa. Gặp lại người khách ấy thì ông hãy nói rằng tôi đã chết từ lâu. Tiểu tôi, tôi đã đóng trọn vai trò người khách ấy, thì đêm này là đêm tối của chia ly. Người ở lại sẽ bước lặng bước kiểu cưới, còn kẻ ra đi thì mờ mình bước chân xa.
đó là nỗi niềm tâm sự tích ta. Tôi xin gửi lại cho nàng nhìn diện, xin hãy nhìn nhau bằng nỗi lòng đưa tiền, nhìn nhau bằng nước mắt chảy từ ly. Rồi mai đây, rồi mai đây đôi ngả chia ly, tôi với em sẽ không gần nhau nữa. Một đêm này gặp gỡ nữa mà chi, vì lần chia ly là vĩnh biệt nhau rồi. Ông chỉ là người thay mặt mà tại sao nước mắt vùng rưng rưng? Hay ông đây là người trong cuộc dối gạt tôi để thầm lặng ra đây? Tôi chỉ là kia sao ngập ngừng không nói và nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư. Hãy nói đi, nói với ông nói nữa đi, để tôi sẽ không bao giờ nghe nói nữa. Hoàng Thuy Linh, trời cam trường hơn. Hoàng Thuy Linh ơi, còn gì nữa Thuy Linh ơi? Bởi từ xưa cha nàng đã cướp mắt của tôi, tình phụ tử thiên liên. Làm cho tôi suốt đời đau khổ như một chiếc bèo dạt vào mưa gió. Mới 4 tuổi đầu tôi nào có tội tình chi, anh có phụ tử tình thâm mà thì bây giờ phải trả. Tôi đã chọn rồi, cho số phận của tôi. Hoàng Thế Linh, nếu giữa hai ta không có bức tường cách ngăn thì cũng sẽ tìm qua. Qua với bướm mát bài ca làm đẹp anh trắng trong một bài ca tình tứ, một khúc nhạc im đêm. Có hoa có bướm có trăng sáng, mộng mị cánh nhánh dài là lạnh bóng đêm. Nàng hãy xa ta ra. Trời ơi, ta vừa trải qua một cơn xúc động, tôi vừa rơi vào một đáy vực bơ. Giữa đêm đông sẽ lạnh sương mờ, từ tận cùng khổ đau đối mặt với trăng sầu. Đường ta đi biết sẽ về đâu, mà chẳng thấy trước thấy sao, hay từ quá khứ hiện về làm cho ta xúc động. Cảm trường hận đi đâu tâm sự nào.
kinh hoàng. Từ tầng thuở xa nào chợt hiện về tờ chiêm bao. Cam Trường Hồng, em sẽ trốn theo anh dù góc biển chân trời. Không, không được đâu em. Tại sao vậy anh? Vì hoàng nghĩa cũng dám tám nga giáp dễ đáng vô hình. Thế mà nơi đây anh đã lộ nguyên hình. Miêu Linh còn giữ chút kỷ niệm buổi ban sơ, xin hãy đợi chờ gặp nhau trong mộng mì. Trời mang nhiều lý hấp, thôi đành nói câu gia từ. Lòng ta nghe quá hờn đắng trào. Ôi trời chiều nhiên nở ai thương ta, lấy tình ngắt tràn sẽ qua mưa thì coi lòng sao xa. Đừng ăn lòng nhau đi, để hai neo đường cách xa do tôi thăm phần. Không thể thích chung đôi. Hằng ơi, anh có biết hiện giờ phía hậu dinh đèn qua đắng rừng xa, người ta đang bàn bạc về một cuộc hôn nhân. Người ta định bắt Linh phải xa hận từ đây và mai mai. Nhưng hằng ơi, lòng của Linh lúc nào cũng vậy, yêu một lần là yêu mãi mãi mà thôi. Họ có thể chia dòng sông làm hai ngả, chứ không thể bắt Linh đừng yêu hận trọn đời. Nửa đêm nay trốn khỏi thuê phòng, làm cho cả Hàng Châu rộn ràng. Cái kiểu này Cam Trường Hồng. Hoàng, tôi lên em.